sàng. Khép hai chân lại, lưng giữ thẳng, nâng cằm nhẹ nhàng lên, xoay nhẹ cái vai ra sau để mở cho vai, lưng duỗi thẳng, hít sâu. Thở ra, chắp tay trước ngực, chúng ta tập chậm sâu và đảm bảo an toàn nhá. Hít vào, vươn hai tay lên, thế thẳng cánh tay lên, hướng nhẹ cái cằm của chúng ta, mở cái ngực của chúng ta. Thở ra, lưng vẫn được duỗi dài, cánh tay được vươn thẳng về phía trước, rồi chân được duỗi thẳng, gập cơ thể xuống, tay úp cạnh hai bên chân. Bạn nào mà chân không duỗi được thẳng có thể trùng nhẹ xuống để đẩy cái lưng của chúng ta được thẳng, được chưa ạ? Thế, sau đó hít vào, bạn rút chân phải ra sau, hạ đầu gối, vươn cái ngực lên, thật chậm thôi. Nín nha, chân trái rút ra sau, tư thế tấm ván. Thở, hạ đầu gối, hạ ngực xuống giữa hai tay, duỗi chân, nâng cơ thể lên, rắn hổ mang. Thở ra, chống mũi chân, đẩy mông lên, chữ V ngược. Sau đó hít vào, bước chân phải lên, cạnh bàn tay phải, hạ gối trái, nhướn ngực, nâng cằm. Thở, chân trái của bạn bước lên, cạnh chân phải. Sau đó hít vào, duỗi dài lưng, duỗi dài hai tay, vươn cơ thể thẳng lên, vươn ngực uốn cong lưng một chút, nâng cằm. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Lượt hai bên chân trái, hít vào, thở, chắp tay trước ngực. Sau đó hít, vươn tay, đẩy ngực, nâng cằm. Thở ra, vươn dài tay về phía trước, thật dài, thật dài. Gập cơ thể xuống, tay chống cạnh hai bên chân, cúi đầu, chân duỗi thẳng nhất có thể. Hít, chân trái rút ra sau, hạ gối, nâng ngực lên, duỗi dài chân trái nhỉ. Nín, chân phải rút ra sau. Chúng ta cứ từ từ thư thái tập tấm ván. Thở, hạ gối, hạ ngực, hạ cằm. Hít, hạ bụng, bật ngực lên, rắn hổ mang. Thở, chống mũi chân, đẩy mông, chữ V ngược. Rồi hít, bước chân trái lên, cạnh bàn tay của bên trái, nâng nhướn ngực, nâng cằm. Thở, chân phải của bạn bước lên, rồi duỗi thẳng chân, duỗi dài lưng vai, cúi đầu xuống. Hít vào, duỗi thẳng lưng, vươn tay thật thẳng, đẩy căng ngực nhẹ nhàng. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Vòng 2, hít sâu. Thở, chắp tay trước ngực. Hít, vươn tay, đẩy ngực, nâng cằm. Thở, với tay thật dài, lưng dài về phía trước, gập cơ thể xuống. Tay chống cạnh hai bên chân, cúi đầu xuống. Hít vào, rút chân phải ra sau, hạ gối, nhướn ngực, nâng cằm. Nín, chân trái ra sau, tấm ván. Thở, hạ gối, hạ ngực, hạ cằm xuống. Rồi hạ bụng, bật ngực, rắn hổ mang. Hít vào, thở ra, chống mũi chân, đẩy mông lên, chữ V ngược. Rồi từ từ hít, bước chân phải lên, cạnh bàn tay của bên phải, nhướn ngực, nâng cằm. Thở, chân trái bước lên, duỗi thẳng chân, cúi thả lỏng đầu cổ. Hít vào, vươn tay lên, duỗi thẳng lưng nha. Rồi đẩy nhẹ lồng ngực, nâng cằm. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Tiếp tục lượt cuối với bên chân trái, hít vào. Thở, chắp tay trước ngực. Hít, vươn tay, đẩy ngực, nâng cằm. Thở, duỗi thẳng lưng ra này bạn, đúng rồi.
gập cơ thể xuống, tay chống cạnh bàn chân, hít. Chân trái của bạn rút dài ra sau, nhướn ngực nâng cằm lên, nín. Chân phải ra sau, tấm ván, thở, hạ gối, ngực cằm xuống, hít. Hạ bụng, bật ngực lên rắn hổ mang, thở, chống mũi chân, đẩy mông chữ V ngược, sau đó hít vào. Bước chân trái lên, cạnh bàn tay trái, hạ gối phải, nâng ngực nhướn cằm. Thở, chân phải của bạn bước lên, duỗi thẳng căng chân, cúi đầu xuống, thả lỏng đầu cổ, hít vào. Vươn hai tay, duỗi thẳng căng cánh tay, đẩy ngực nâng cằm. Thở ra, hạ tay xuống, bạn nhắm mắt lại nha. Nhắm mắt lại, nhắm mắt điều hòa hơi thở, hít vào.